Trịnh Tú Trung nhớ các con khi quay phim Xa Nhà. Đi Tây Bắc quay phim Đèn Âm Hùng khoảng một tuần, diễn viên Trịnh Tú Trung nhớ hai công chúa nhỏ Moja và Moka, đều đặn mỗi tối gọi điện về nhà trò chuyện cùng các con. Trịnh Tú Trung bay ra Hà Nội, lên Cao Bằng họp mặt với đoàn phim ngay sau tiệc sinh nhật một tuổi của con gái thứ hai. Anh cho biết đây là lần đầu xa hai ái nữ để quay phim. Những ngày này, mẹ thay anh đưa bé lớn Moka đi học và chăm sóc cho cô út Moja. Ông bố đơn thân nói với ngôi sao từ lúc có con, anh rất ít đi đâu lâu ngày, dù là đi làm hay đi chơi. Anh cảm thấy may mắn vì lịch quay phim Đèn Âm Hồn đều kết thúc khi trời hết nắng. Anh có nhiều thời gian vào buổi tối để gọi điện cho các con trước giờ đi ngủ. Nam diễn viên yên tâm vì Moja và Moka không quấy khóc khi ba đi làm xa. Mỗi lúc ba gọi về, hai bé đều rất mừng rỡ và làm đủ thứ trò. Anh khoe thêm, mẹ tôi kể Moja đã biết nói bốn chữ liền nhau, ví dụ như Moka ăn không, bà ơi ngon lắm. Tôi rất mong về nhà để được nghe con nói với mình. Đây là lần đầu Trịnh Tú Trung tham gia một dự án phim có bối cảnh ở Tây Bắc. Anh cùng nghệ sĩ Thu Hương, Hương Tươi góp mặt trong phim với vai cameo, chỉ quay 2 ngày. Tuy nhiên, tính cả thời gian anh di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, rồi lên Trùng Khánh, Cao Bằng, anh tốn gần một tuần. Nam diễn viên cho hay Cao Bằng đang trong mùa mưa nên thời tiết khá thất thường, đang nắng có thể đổ mưa rào. Hằng ngày, đoàn phim tập trung từ 4 giờ sáng để di chuyển vào địa điểm quay chính cách khách sạn khoảng 15 km. Có hôm mưa xuyên đêm, anh lo lắng vì không có nhiều thời gian ở đây, anh muốn mọi việc được suôn sẻ. Cơn mưa làm bối cảnh đầy bùn đất, gây ra khó khăn trong di chuyển. Đa phần diễn viên chân đất khi quay, đi lại rất dễ trơn trượt, làm bẩn hoặc hỏng cổ phục. Trái lại, cái nắng vùng này cũng gay gắt. Chỉ sau 2 ngày quay, mặt và cổ của anh đã cháy rát. Dù vậy, Trịnh Tú Trung rất tận hưởng chuyến đi quay xa. Anh tranh thủ thưởng lãm cảnh đẹp nguyên sơ của thác Bản Dốc, ruộng bậc thang, núi rừng của Cao Bằng. Sự đón tiếp tử tế của người dân địa phương cũng làm anh cảm động. Trịnh Tú Trung tham gia showbiz từ đầu những năm 2000 trong vai trò stylist, nhạc sĩ. Hiện tại, anh phát triển công việc diễn viên và nhà đầu tư, nhà sản xuất phim. Ngoài ra, anh kinh doanh các lĩnh vực khác. Anh đón hai con gái Moka và Moja vào năm 2022 và 2023, đặt mục tiêu trở thành bố của bốn em bé. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.